đầu vào phần thi thứ 3, cực kỳ đơn giản luôn. Ở đây ba bạn, bạn nào thích ăn trái cây nhất? Em nhiều quá rồi, không ăn được nữa rồi chị ạ. Phần thi thứ 3 này là những câu hỏi rất là đơn giản và liên quan tới trái cây. Mình nghe câu hỏi và mình phải trả lời trong vòng 10 giây. Mình phải nói ra được đó là quả gì. Ủa, có bị đáp xuống sông không chị? Hả? Có bị đáp xuống ao không? Cái này không phải là chương trình trí khôn tao đây nha em. Đây là chú ý cùng Trâm, cho nên là sẽ được nâng niu và được mang quà về. Cho nên là không có bị phạt gì hết. Bây giờ sẽ là ai thi đầu tiên? Người nhất thi đầu tiên ạ. Rồi, thành ra bây giờ phải đổi gì chứ, người best thi đầu tiên đây. Ba người nhá. Ba người ở sơ sì đi, vậy đi chuẩn bị câu hỏi. Rồi, một hai đi. Ba là thua. Đấy, hai mình người thôi. Mình đã là thắng. Thôi là người thôi. Hai người. Bây giờ anh sẽ ra đấm. Rồi em sẽ ra kéo. Một. Một hay ba chứ? Một hai ba. Một hai ba. Ôi giời ơi, chị đi. Câu hỏi đầu tiên dành cho Ngọc như sau. Chú ơi, nhớ đếm giùm con nha. Rồi. Câu hỏi số 1 này là quả gì? Gia cốc mà bọc bột lọc, bột lọc mà bọc hòn than. Đó là quả gì? Nhắc đi. Gia cốc chơi nha. Quả cốc. Không có đếm. Gia cốc. 3 4 5 Măng câu. 6 7 Măng câu. 8 Măng cụt. 9 10. Kết quả cuối cùng là văn cục và đáp án sai. Quả na. Ủa, quả na. Sai luôn. Quả gì ạ? Đó là quả nhãn. Đúng rồi. Da cá sần 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 sần. Bột lọc. Quả na là da cá sấu rồi. Đúng. Rồi, câu hỏi số 2 như sau. Quả gì? Nha, cái này là quả gì nha? Ruột chấm vừng đen, ăn vào mà xem vừa bổ vừa mát. Rất dễ. Sợ cái ra. Rồi. Thanh long. Đúng rồi. 2 Đúng rồi. 3 Ôi sai à? 4 Thanh long 6 Không phải đâu. 7 chấm vừng đen. 8 9 chấm được vừng ấy. 10 Đúng rồi. Và câu trả lời vừa rồi đã giúp cho Di Ngọc trả lời chính xác. Đúng rồi. Câu này là đợt trước chị Trâm cho em. Tức là chị Trâm à, chị Trâm nhớ. Chị không, hề, không hề nhớ luôn nha mọi người. Cái này là rất là công bằng luôn nha. Wow. Rồi. Câu hỏi số 4 như sau. Hả? Lại là quả gì nữa nha? Đây là câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 như sau. Câu hỏi số 3. Giữa lưng trời có vũng nước trong, cá lòng tông lội mãi không tới là quả gì? Dừa. 1 2 3 Vũng nước thì chỉ 4, có dừa thôi. 5 6 7 8 9 10 Dừa. Và đáp án cuối cùng của em là quả dừa. Và câu trả lời đúng không mọi người? Đúng rồi. Sao đúng được? Có nước mà. Quả nào chẳng có nước. Nhưng mà vũng nước. Dẫm vào vũng nước này. Chẳng có nước là gì? Câu trả lời chính xác. Yeah. Và Duy Ngọc đã được hai câu trả lời rồi. Bây giờ còn một câu cuối cùng nha mọi người. Câu cuối cùng như sau. Quả gì nhiều lông? À, quả trung trung. À, đúng câu hỏi rồi đấy. Ừ, chúc mừng anh. Lại là một câu hỏi rất là đơn giản. Gia cốc mà bọc bột lọc, bột lọc mà bọc hòn son. Hả? Đó là quả gì? Ủa, cái đầu tiên á. 2 Cái đầu tiên á. 3 4 5 6 7 8 9 10 Còn bóng 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 á. Bóng bóng đi. Không phải. Không phải, hết giờ rồi. Một cái này hôn đỏ cơ. Hôn đỏ, hôn đỏ thế thì theo em là. Một lần nữa cho nghe nè. Gia cốc mà bọc lọc mà bọc hồng son, hòn son. Là màu đỏ ấy chị. Vâng, và kết quả của chương trình đó mà chính là quả vải. À ừ đúng đúng. Ở bên trong cái hộp của nó màu đen mà. Màu nâu nâu. Màu nâu nâu. Nâu, đúng rồi, đúng rồi. Ờ đúng rồi. Chương trình người ta ghi như vậy, biết vậy thôi. Không phải màu đen là được luôn, chị đúng rồi, là được mấy câu nhỉ? Vậy là ba câu, một câu. Duy Ngọc trả lời được hai câu trả lời đúng và hai câu trả lời sai. Rồi mời em đứng im đây chờ kết quả và bây giờ sẽ tới Thành Đạt. Tôi lại thi cuối. Em ăn nhiều quá. Bốn câu hỏi dành cho Thành Đạt như sau. Tập trung nha, nhanh gọn lẹ 20 phút thôi đó. Rồi. Trái gì tên gọi xích sao, chẳng thừa chẳng thiếu, ăn vào ngọt thơm. Dễ. Câu này mà là tôi trả lời. 2 3 Ăn vào thơm. 4 5 6 7 8 9 10 Ăn vào thơm là ăn vào xích sao vừa đủ là đu đủ. Đu đủ chính xác nha. Em là nghe đánh suýt xoa. Suýt sao? Em di động là có vấn đề rồi. Em nghe không thừa, không thiếu. Là cái quả gì? Nhưng mà cái câu sau là không thừa, không thiếu, chỉ là đủ thôi. Chị đọc lại cho nghe nè.
quả gì, đúng không? Quả gì? Tên trái gì, tên gọi xích sao? Ủa chẳng sao? Bừa chẳng thiếu, ăn vào ngọt thơm. Đu đủ hay là không? Em chỉ nghe nó xích xoa và ngọt thơm là em nghĩ quả thơm ngay lập tức rồi. Tạch lô rồi. Rồi, bây giờ cố gắng cho câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 như sau. Trẻ mặc áo xanh và nhộm thành đỏ. Ai áo đỏ được đi ăn cỗ, ai áo xanh phải ở trong nhà là quả gì? Trời ơi, dễ luôn. 1, 2, 3, 4, hồi bé mà làm gì? 6, hồi bé mà áo xanh đúng không? Quả 9, 10, trung trung. Điên à, màu vàng mà, bên trong mặc màu vàng cơ mà. Đây, chị đọc lại nè. Không, chị xanh kìa. Nghe, nghe kỹ câu hỏi nè. Trẻ mặc áo xanh và nhuộm thành đỏ, ai áo đỏ được đi ăn cỗ, ai áo xanh phải ở trong nhà. Quả gì mà hay ấy, quả gì mà hay ăn trong cỗ? Hết giờ rồi. Quả gì không? Hết giờ rồi. Không phải quả gì không? Để tôi thì phạm không? Đây 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 đây, đúng không, đúng không? Màu này màu gì nhờ? Màu xanh. Màu vàng. Vàng. Xanh em nón bị... chuối bị chị. Bị mù màu à? Đây màu vàng mà. Xanh nón chuối chị. Đây đây, xanh nón chuối đây, xanh nón chuối đây. Xanh nón chuối. Đây là xanh lá, xanh là xanh. Không, xanh đây là xanh cứt ngựa. Xanh cứt ngựa. Xanh nón chuối đây. Em ơi, đây nè, mới là màu xanh nè. Đúng. Đúng không? Đúng rồi. Màu xanh này màu vàng mà. Bây giờ chị cho một cái đáp án làm thuyết phục mà. Đáp án của chương trình đó chính là quả ớt. Đúng rồi. Được người hương nói được nằm trên cao. Đấy, cao, quả chuối. Đếm giờ chưa, đếm giờ luôn. Mà đếm giờ đi, quả chuối. 4, 4 giờ. Dạ, trả lời trước luôn rồi chú. Trả lời rồi, đúng không? Và câu trả lời đó chính là quả chuối. Đúng rồi. Buồn chuối mới là câu trả lời chính xác. Đúng rồi. Trời ơi, nghĩa là một mẹ chăm con thì phải là buồng chuối chứ. Ừ, là một quả chuối. Quả chuối thì có một cái. Nhưng mà chị hỏi là quả gì thôi mà, thì em nghĩ là cả chuối. Không. Ừ nhờ, chính đúng xác. Đúng không? Đó. Chị không, chị khôn ta đâu. Là... không đơn giản có cái này, hiểu chưa? Chị lật nhanh thế. Em hỏi số 4. Rồi, bây giờ sẽ là câu hỏi số 4 như sau. Quả lá chua nhưng chẳng ngoa, tên nghe xấu xa, viết ra xấu là quả gì? Ủa, viết ra xấu á? Quả gì ở ngoài Hà Nội có? Nói bừa đi. 1, 2, 3, 4, 5 sầu riêng. Ủa, có vậy? 7, sầu riêng là có xấu. 9, 10 xấu. Xấu hả? Mình biết ra xấu đó, chị mình biết nhìn nghe đọc cũng ra xấu xấu. Thật xấu luôn. Phải xấu, phải xấu. Đúng rồi, nghe nó thấy xấu rồi. Đúng rồi. Nhưng quả xấu là còn chua nữa. Câu trả lời nó nằm luôn trong câu hỏi cho nên quả xấu là chính xác. Đấy, trời ơi. Không đơn giản, tôi có cái này. Vậy là Thành Đạt cũng đã trả lời 4 câu và giành được 2 câu trả lời đúng. Bằng với lại Duy Ngọc rồi. Mời em qua đây. Không, 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 em qua đây đi, Ra đây ông ơi. Rồi, bây giờ sẽ là người cuối cùng nha mọi người, đó là Vũ Thịnh. Chắc chắn em được 4 câu luôn. Thì cái não teo lắm, không trả lời đâu. Nào, chị hỏi ngay câu đầu đâu. Tại sao đó đặt Vũ Thịnh nhờ, sao không đặt Phát Thịnh? Ở lộn. Sao không đọc là Thịnh Phát? Sao không đọc là Thịnh Vượng? Đúng không? Mình gọi là Vũ Thịnh vậy? Vũ ở đây là gì chị? Vũ 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 là gió đấy. Vũ ở đây là lông đó. Vũ là bão, là gió. À, thế à? Thích là Vũ là bão. Vũ. Tức là cái thịnh vượng đấy. Dù có thịnh vượng đâu thì bão nó cuốn đi. Gặp bão thì cũng bị cuốn đi. Dù có bão tối nào vẫn thịnh vượng, nghe nó vần hơn thề luôn ấy. Rồi, và bây giờ câu hỏi dành cho Vũ Thịnh như sau. Có 4 câu và suy nghĩ trả lời trong vòng 10 giây. Chú đếm giùm con nha. Con đọc nhiều xong rồi chú đếm luôn. Rồi, câu hỏi số 2. Nước sông không đến, nước biển không vào, làm sao có nước cá không ở được là quả gì? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Em trả lời trái dừa nước. Đúng rồi. Trái dừa nước là sai nha. Ủa, thế sai mét nè thôi. Ủa, thế là trái gì đúng không? Trái dừa thôi. Trái dừa thôi. Trái dừa nước là nước khác với muối mà. Rồi, câu này trả lời là quả dừa, chứ còn quả dừa nước là khác. Đúng rồi, đúng rồi. Cho nên, câu trả lời là sai. Sai một câu. Và bây giờ sẽ là câu hỏi số 2. Nó phải thua. Quê em vốn ở trên cao, người đem khoét ruột, người trào tung rơi. Ruột thời nuôi nấng thân người, bỏ thời công việc nước nôi chuyên cần là quả gì? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chương trình chỉ gai nó quả dừa, chắc chắn nó quả dừa luôn.
8, 9, đúng, 10. Quả dưa. Quả dưa ở trên cao. Đúng gì? Bây giờ mới là quả dưa nước này. Để em giải thích này, để em giải thích này, chị nào chị đọc đi. Quê em vốn ở trên cao. Đúng, trên cao rồi. Em khoét ruột, nước trào tung rơi. Này đây đúng không? Này từ ruột thời nuôi nắng thân người. Đúng. Bỏ đời công việc, nước nôi chuyên cần. Là quả gì? Thế cái gáo dưa để làm gì? Múc nước. Rạch quả dừa ra uống nước là nuôi nấng cái gì đấy. Còn quả trên cao, quả dừa chắc chắn là chương trình 4 câu của em đều là về dừa hết đúng không chị? Em biết chị để mà câu trả lời đúng không chút? Chính xác. Chính xác. Em mà sao toàn dừa vậy? Dừa vậy? Em hơi bất ngờ đấy. Rồi, nào. Câu hỏi tiếp theo. Hoa trắng như hoa mận, quả đẹp như quả đào, tên gọi mới đẹp làm sao, hát cười trong giấc ngủ là quả gì? Quả mơ. 2 ơi, cái quả 3 dễ thế. Chị phải bỏ câu giấc ngủ đi chứ. 6 7 8 9 10 đúng không? Sao trả lời nhanh vậy? Tại vì không đúng rồi đấy. Tại vì là đến cái chuỗi bảo giấc ngủ cái em nghĩ mơ ngay. Đúng rồi. Tại vì hai chưa phổ. Có những cái kinh nghiệm người xưa tên mơ đấy. Dạ. Mơ mơ nhiều lắm. Câu hỏi và trả lời này đúng không chú? Chính xác. Yeah. Rồi bây giờ mình sẽ tìm một câu khó cho bé nha. Câu hỏi cuối cùng nha. Rõ ràng năm cánh mà chẳng phải sao, sống ở trên cao, chết vào nồi canh cá là quả gì? Quả khế. Đếm đi. Khỏi đếm. Đếm mọi người. Đếm không chút. Khỏi đếm. Trời mà ơi, nấu trả lời. Mà câu trả lời chính xác. Nấu với canh cá chỉ có khế thôi. Sao giỏi quá vậy? Ờ nhưng mà chị, hỏi nốt một câu nữa cho em đi. Em trả lời, em thích trả lời lắm. Rồi ok, còn nhiều câu lắm. Trả lời nha. Những liễn triểu trịch cành cao, nghe tên cứ ngỡ ngã nhào đất đen là quả gì? Ngã nhào đất đen đó. Yeah. Mướp. Té. Mướp nó rơi đấy. Té sao? Đất đen cơ. Té làm sao? Té, té, té nhào. Té nhào, có trái nào té nhào? Té, té sấp mặt. Không. Té quả xoài. À, sóng xoài. Sóng xoài. Thôi, chị ạ, thôi, thôi, thôi. Rồi, xong. Thắng rồi. Rồi, thắng rồi, bây giờ Vũ Thịnh là người được thưởng. Vũ Thịnh là người đã thắng trong thử thách lần này. Chúc mừng em. Chắc là được trái xuống chốn. Con cảm ơn ba mẹ, con cảm ơn gia đình, con cảm ơn các chú, cảm ơn các anh chị em. Rồi, mãi mới được thắng, ăn cơm. Thôi, thôi. Tôi mời chú rồi, lấy phần thưởng cho em. Chương trình hôm nay là ưu ái cho phần ăn đây. Bây giờ, con không phải nhất. Thưởng cho con 2 trái khó. Ôi trời ơi. Con cảm ơn chú, sau bao năm con đi hái lấy trộm thì bây giờ con đi hái trộm thì con đã được tặng một cách rất là thiết thực. Đàng hoàng đúng không em? Rồi, ok. Cảm ơn ạ. Đây, đây. Đó, mọi người thấy không? Rất là hấp dẫn luôn. Đây là ẩm thực vườn sinh thái của chú Lộc La. Đây là cơm chiên hải sản nè, cá lóc nướng nè, rồi gà nướng nè, rồi ếch nè. Và còn một cái nữa đó là lẩu cua đồng và cơm niêu. Nói chung là ngày hôm nay rất là nhiều món luôn để đãi cho khách mời cũng như là ekip quay Du Hí cùng Trâm. Và bây giờ chúng ta sẽ lên mời khách mời xuống nha. Mấy em ơi. Ủa, quay chưa, quay chưa. Mấy em ơi. Anh Hia. Em đây. Rồi đây. Đây. Giới thiệu với tụi em, đây là khu vườn ẩm thực. Khu vườn ẩm thực ở đúng rồi, vườn ẩm thực của chú Lộc La. Đó, bây giờ chúng ta sẽ gây bất ngờ cho mấy em. Ui. Rộng thế. Đạt đâu rồi? Em đằng sau kia rộng cực. Quay đằng sau nó có rất là nhiều bưởi nè, rồi chuối nè, rồi mãng cầu tây nè. Mãng cầu tây. Ừ. Vô nhanh, vô nhanh. Sao có con cá há mồm kìa, con cá há mồm này. Ôi thế là được ăn thật hả chị? Ngồi cạnh chị chân đi đưa. Cho chừng nắng đó nha. Ôi nắng cho đen bớt đi, tụi em trắng quá. Rồi xin giới thiệu với tụi em. Ở khu vườn sinh thái, khu ẩm thực của chú Lộc La thì có món cá lóc nướng nè. Đặc sản luôn nè, rất là ngon. Gà nướng nè. Rồi ếch núp lùm. Cái này là ếch núp lùm nha. Ếch gì ạ? Ếch núp lùm. Núp lùm. Núp trong cái lùm lùm. Em chưa đọc từ đấy rõ đấy. Ếch núp lùm. Ếch núp lùm. Con ếch núp lùm. Rồi cái món này là cá lóc nè. Rồi cái này là cơm chiên hải sản. Wow. Chưa hết. Đâu, còn là... nữa. Còn đâu. Hai món rất là đặc biệt của vườn chú Lộc La đó chính là tên. Mời em nhân viên rất là xinh đẹp của ekip Du Hí. Yeah. Món gì vậy? Rồi. Đây là lẩu cua đồng. Mở ra luôn, mở ra luôn. Wow. Ui thơm phức. Má mùi cua xịn luôn á. Chưa hết đâu, vẫn còn một món rất là đặc biệt ở đây nữa. Đó chính là tên. À, làm chưa xong, đó là cơm niêu. Cơm niêu. Dạ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thưởng thức. Tụi em đói bụng chưa? Dạ rồi ạ. Bồi lắm rồi.
đói lắm rồi, đói lắm rồi. Chị châm cho quay không cho ăn, bây giờ mới được ăn. Bóc phốt à, bóc phốt à, bóc phốt à. Nhưng mà chúng ta sẽ mời chú Lộc La cũng như là ekip vô ăn cùng luôn nha mọi người. Dạ, mời các anh, mời mọi người. Mời cả nhà ăn chưa? Thưởng thức ẩm thực vườn sinh thái chú Lộc La. Rồi, con mời chú. Con mời chú. Con mời chú, con mời chú. Rồi thoải mái đi nha tụi em ơi. Thưởng thức và cho cảm nhận về những cái món mà vườn chùa sinh thái chú Lộc La làm nha. Cái này là mình ăn xé lại cái này. Còn cái mắm nêm này là mình ăn với cá lóc. Wow. Em thấy món này đặc biệt là em sẽ thử món này trước. Rồi. Chấm ở đây luôn. Đúng rồi, chấm vào luôn. Này là con mời chú à. Chú ơi, chú ơi. Ngon quá. Rồi mọi người ăn cơm nha. Chứ để nguội mất ngon nha. Ôi giời. Ngon lắm mọi người ơi. Ừ, giòn hết. Da giòn nhỉ? Ừ. Thích mà da giòn thế. Ngon lắm rồi đấy. Ăn như bim bim á. Đầu bếp bây giờ sẽ lột cá lóc ra. Cá lóc á mình sẽ cuốn với bánh tráng, chấm với mắm nêm ngon cực kỳ luôn. Ngon quá, ngon quá. Lâu lắm rồi mới ăn đấy, thật sự. Cơm rất là hấp dẫn. Anh em bóc một cái đùi ra thế này. Ok. Cơm này chúng ta sẽ cho thêm cái gì vậy? Tí nước tương vào. Tên. Cơm niêu gì? Đây là cơm niêu nha mọi người. Wow. Để ra giữa này nhá. Hay là để đây. Wow. Wow. Đã. Cơm niêu rất là ngon luôn. Đây, cho cơm niêu để đây. Bạn nào ăn thì lấy nha. Bây giờ dạ, cơm niêu. Rồi. Chị Trâm nè. Ơi. Cho ai? Đấy. Đây đi ăn đi. Thôi, để đi. Mọi người cứ ăn thoải mái đi. Ngon không? Gà nước ngon không em? Tuyệt vời. Ngon quá luôn. Gà nuôi nhất thủ nhì vĩ. Vĩ. Làm cái phao câu nha. Em biết ăn phao câu cực chị ạ. Ngon hả? Ờ, ăn nhất phao câu nhì cổ cánh hả? Đúng không nhờ? Nhất phao câu nhì đầu cánh. Ăn nhì đầu cánh. Dạ. Rồi, sau khi ăn xong thì vườn chú Lộc La đã tài trợ cho ekip đã làm một dĩa bưởi da xanh với lại mít Thái. Ôi trời ơi, ăn suốt rồi, không ăn nữa đâu. Trời ơi, ăn cái gì nữa bây giờ? Không ăn nữa mà, miệng thì nói không ăn mà. Tay bắt. Trời ơi, chị em mình đang làm mấy, đang phải sang trọng, sang chảnh lên chứ. Anh em chỉ quay bên trên thôi nhá. No rồi. Không nói chứ ăn đi nè. Đó, ăn thử bưởi da xanh với lại mít Thái ở đây như thế nào nha. Ngon cực. Bưởi to nhỉ? Ở đây cái gì cũng to ấy. Cái gì cũng to. Chưa bao giờ tôi đi quay một cái chương trình là tôi ăn nhiều như thế này. Ăn cái cây từ sáng cho tới chiều luôn. Ăn mà ngập úng. Ngập úng cả mồm luôn. Ăn cái cây mà. Ngon nhỉ. Nước hoa quả thôi. Ngon. Ăn cái cây đó, rất là đẹp da. Không có sợ bị mập. Ngon. Mít á, ăn xong để cái hộp mít lại tối đêm về phòng ba đứa luộc lên ăn nha. Rồi ba đứa tự ra. Món ăn gia truyền đấy. Luộc lên ăn. Tự hưởng. Tự hưởng cho bản thân. Bữa ngon nhờ. Thấy nhóm này không cần ăn đâu là thịt nó cũng bán đô đi. Quả đạo lắm chứ ạ. Thấy mình ăn nhiều quá nên là ông trời cũng có vẻ như là hơi bất bình đấy. Lúc này trời đang âm u rồi đó mọi người ơi. Bình lắm rồi đấy. Thì hay xong cái này chúng mình có làm gì không? Mát quá. Em ngồi nữa là có khi nào hồi nó trời mưa cái xong rồi cái mình quay chơi châm thấy mưa chưa mưa luôn không? Thế thì chúc mừng các anh quay phim. Em chẳng ngại gì luôn, chúc mừng cả anh âm thanh. Âm thanh là sợ nhất, quay phim có thể bỏ chạy, còn quay led mình cứ ra giữa mưa mình đứng gượng ướt cười led thì thôi. Gượng cười lắm, anh ấy gượng cười lắm. Cố tỏ ra là mình ổn nhở? Đi sau nước mắt trong cười gượng lắm cơ. Thế ba bạn hát tặng cho chương trình Du Hí cùng chăm một bài hát của nhóm đi chú nhờ. Quên bài hát nhờ. Của nhóm hả nhỉ? Lần trước bọn em cũng hát rồi mà em quên lời đấy chị nhớ không? Đó là chuyện của em, còn bây giờ đó là... Ôi! Ủa? Chị chụp quên cho em. Chị định sang bọn em quả. Đẹp lên à? Ôi con nhím à? Ừ. Con ôi! Ôi chết rồi chết rồi, trái sầu riêng. Qua em để nhà. Trời ơi, gọn thật đấy. Ô sao đáng yêu như nhỉ? Ừ, giống con nhím. Bé xíu. Đây là trái sầu riêng nha mọi người, trái sầu riêng. Chị ơi, cái này nó chín chưa chị? Tào lắm luôn. Bây giờ mình cứ khui ra. Hình phạt đó chính là ba bạn phải quỳ gối lên cái trái sầu riêng. Trời ơi.
Ngất rồi nhá. Ông ơi, cái này sắc rồi. Rồi. Em ngất rồi. Bây giờ chị quỳ được em chịu gì? Hả? Trời ơi. Đậu ý. Sao mà quỳ được? Thì quỳ lên hình phạt của chương trình đó. Còn bây giờ nếu như mà không muốn bị phạt thì phải ăn hết hai dĩa này. Chọn đi. Anh Ngọc trưởng nhóm, anh quỳ trước cho bọn em theo đi. Đâu để em lắm rồi, thật sự không ăn được nữa luôn ấy. Không quỳ được đâu. Như nào? Bây giờ phải vận nội công đi anh. Anh làm thật à? Ôi chú cha mà thôi. Thôi cha mà. Cho ăn này đi. À chết, cho ăn này đi. Ngồi nước Việt Nam. Thôi, nói giỡn dạ, thôi chứ thật ra thì ngày hôm nay á là tập trước với lại tập này á là các bạn đã rất là nhiệt tình rồi. Trải qua rất là nhiều thử thách của chương trình luôn và rất là xuất sắc. Cho nên là chúng ta sẽ được ăn và bây giờ chúng ta sẽ ăn sầu riêng và sau đó là chúng ta lại đi ăn chôm chôm. Cũng ngon vui, cũng ngon. Ui, ngon không em? Ngon không? Làm sao mình tách nó ra được nhờ? Ba ông nội này ngủ hết rồi mọi người. Mà kêu dậy không chịu dậy, ăn no rồi đi ngủ ha, ngon ha. Trời thì sắp đổ cơn mưa tới nơi rồi mà còn nằm dậy. Mình sẽ dùng sầu riêng để mình tiêu diệt. Dậy! Chị có dậy không? Thùng rồi. Đây là hình phạt của chương trình đó. Dậy không? Giờ dậy không? Dậy đi mua đồ kìa. Không má nó ngủ chứ. Nè chấm cho nè, cho em trái này là ngon á. Gì? À! Dậy chưa? Ai rồi? Má quá à. Nhà có trộm. Nhà có trộm. Không sao dễ sợ luôn á. Ai gọi em đây? Dậy, trời mưa rồi mấy ông ơi. Dậy qua đây. Đang ngủ rồi. Suốt ngày dậy, suốt ngày hành thử thách. Thử thách gì? Ăn gì mà ăn. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ chào kết tập này nha mọi người ơi. Ngủ hoài luôn á, ăn rồi ngủ hoài. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem chú ý cùng chăm. Bây giờ chúng ta sẽ tới tập tiếp theo và tập tiếp theo vẫn là ba khách mời của chúng ta và bây giờ không biết là ba khách mời chúng ta sẽ tham gia thử thách gì nữa nha. Bye bye. Hẹn mọi người vào tập sau. Ngủ đi. Ê, ngủ cái gì nữa mà ngủ mất chưa? Mất chưa vậy? Kêu. Kêu em.